16, 12 tháng tuổi là giai đoạn bản lề, là vấn đề mấu chốt và là nền móng của một em bé phát triển sau này. Và khóa học này quý vị được học được những gì? Thứ nhất là biết được vai trò tầm quan trọng của dinh dưỡng trong việc phát triển con cái chúng ta. Thứ hai, chúng ta biết được sự cân bằng các yếu tố về các dưỡng chất cho bé. Thứ ba, chúng ta biết được những dấu hiệu ban đầu thể hiện được con mình đã đến giai đoạn ăn dặm. Thứ tư, chúng ta biết được chính xác thời gian nào phù hợp nhất. Và tiếp theo, chúng ta biết được những nguyên tắc trong vấn đề ăn dặm, biết được những điều gì không nên làm. Và thông qua học này, quý vị biết được là gì? Biết được cách chế biến món ăn thế nào để phù hợp với con mình. Tôi mong rằng quý vị hãy dành thời gian tâm huyết của mình để theo học hết khóa học này để giúp con mình phát triển tốt hơn ngay từ giai đoạn đầu đời.